Hello, xin chào các bạn. Mình là Phan Anh của Zuma và mình rất là cảm ơn các bạn đã bấm vào link video này của chúng mình. Thì đây là Art Talk Zuma tập thứ 3 với chủ đề là The Love for Typography của thầy Nguyễn Long. Và do mình phải xử lý một số các sự cố và trục trặc về đường truyền mạng cũng như là micro cho nên là khoảng những phút đầu sẽ không nghe được cái tiếng của mình. Nhưng mà mình đã có edit lại một số câu hỏi hiện lên cho các bạn trong video thì mình rất là xin lỗi và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ chương trình. Nghe rõ không? Được chưa? Ok, rồi. Xin chào Zuma, xin chào các bạn. Thì hôm nay thực sự rất là vui và cũng rất là hồi hộp vì chưa bao giờ mình có thể đứng dậy ở trước các một cái lớp có thể lên đến 100 người cũng không sao, nhưng hôm nay thì cảm thấy rất là hồi hộp, bởi vì ít nhất là mình cũng không thấy được các bạn ha, và cái đó chính là cái sự khác biệt trong những cái buổi talk show theo cái dạng online như thế này. Tuy nhiên ở đây thì đầu tiên là thứ nhất là rất là cảm ơn các bạn là nhóm Zuma đã có một cái lời mời thầy Nguyễn Long đến tham dự và buổi chuyện chuyên đề về về nghệ thuật chữ, về typography, và đó là một lĩnh vực mà mình rất là ưa thích, rất là yêu, và thậm chí có những cái dự định rất là lâu dài với lại lĩnh vực này. Rất là hoan nghênh, và cái nhóm Zuma các bạn đã có một cái hoạt động rất là đáng trân trọng, rất đáng khích lệ, vì ở đây là một cái hoạt động của những người trẻ yêu thích ngành nghề về thiết kế rồi được nghệ thuật đồ họa, và các bạn có một dự định rất là thú vị để có thể thúc đẩy cái ngành học này, không chỉ học ở trường mà có thể được tham khảo thêm những cái người chụp, những nghệ sĩ, những người thiết kế ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này thực sự là thầy, đối với cá nhân thầy thì thầy cho rằng đó rất là tốt và sẵn sàng ủng hộ các bạn rất là nhiều trong những hoạt động tương lai sắp tới. Rồi thì đó là cái lời đầu tiên muốn chia sẻ với các bạn. Phan Anh có câu gì với thầy không? Thực ra thầy theo dõi các bạn đã hai số đầu tiên. Thì số đầu tiên là các bạn làm việc với lại một nghệ sĩ chuyên ngành lĩnh vực minh họa đúng không? Anh Hiếu đúng không? Rồi, và thứ hai thì các bạn đã mời bạn là gọi là biệt danh là Cá Ba Sa, rồi bạn Phương Thoại. Thì đó là hai sinh viên vừa tốt nghiệp, gần như là đạt điểm thủ khoa của Đại học Mỹ thuật tốt nghiệp cái năm vừa qua. Cảm thấy rất là thú vị khi các bạn đã có một cái hoạt động rất là năng động như vậy. Nên khi rất là bất ngờ khi lần thứ ba này thì các bạn mời ngỏ lời mời thầy. Và thời gian thì thực ra nó cũng không có nhiều, mình thực sự không có nhiều kinh nghiệm lắm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên là thấy được cái lời mời thì sẵn sàng thôi, bởi vì rõ ràng là đây là một cái cơ hội chia sẻ là đúng nhất ha, mình không phải nói mình thân mình mà nói là về nghề, nói về sự chia sẻ. Và hy vọng rằng qua cái sự chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta có thêm được cái tình cảm với lại cái bộ môn nghệ thuật mà chúng ta rất là yêu thích, và nó có thể hỗ trợ cho các bạn rất nhiều trong những cái công việc về sau. Đó là typography, là nghệ thuật chữ. Rồi, đó là những cái suy nghĩ của thầy khi nhận lời mời các bạn và sẵn lòng. Chúng ta sẵn lòng chia sẻ mọi thứ chúng ta có được. Thì xin phép được giới thiệu một chút về bản thân, về cá nhân. Thực ra nó cũng không gì đặc biệt hết. Thì thầy sinh trưởng là từ một gia đình có truyền thống về mỹ thuật, là về vẽ nhiều nhất. Thế thì sau đó là mình học ở Đại học Mỹ thuật, học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Sau khi tốt nghiệp xong thì cái một trong những cái điều mà mình cảm thấy là nó rất là băn khoăn, bởi vì cái thời gian học là những cái năm bắt đầu là học năm 94, là tốt nghiệp năm 1999, thì cái ngành học nghề đồ họa lúc đó tương đối là sơ khai, dành cho công việc này cũng rất là ít. Thậm chí là những cái bài giảng trong lĩnh vực, đặc biệt là chữ, mà cái lĩnh vực đó cảm thấy rất là thiếu, thì nó không được gọi là không dạng lắm. Đó, chính vì vậy mà cái điều của thầy là phải thôi thúc và cố gắng học để mà bù đắp được những kiến thức mình còn thiếu điều đó. Rồi, và đó là cái khởi đầu. Thì như vậy là anh thấy, thứ nhất là mình là một người xuất thân từ Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 1999. Rồi sau khi tốt nghiệp xong thì nhận cái lời đề nghị của nhà trường thì ở lại làm giảng viên, và từ năm 1999 cho tới ngày hôm nay thì là giảng viên của Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là trong quá trình giảng dạy thì không bao giờ mình cảm thấy là chỉ có dạy ở trong trường là đủ, mà luôn luôn sẽ dùng một cái từ là đi
thì dạy thêm đây không phải là đi dạy để mà kiếm thêm thu nhập, thêm đây chính là đi khắp nơi các trường khác để học tập thêm các môi trường khác họ dạy cái thiết kế như thế nào. Ví dụ chẳng hạn tiếp tục là mình đã đề cộng tác với Đại học Tôn Đức Thắng, rồi Đại học Văn Lang, rồi Đại học Hoa Sen, Đại học FPT, và tất cả thời gian đó thì dạy môn nhất đó là nghệ thuật chữ. Và rõ ràng qua những cái giao lưu đó thì sẽ thấy được là mỗi trường có một cái thế mạnh giảng dạy cái môn này khác nhau, và từ đó đúc kết kinh nghiệm để đưa ra cái dạy cái cách dạy được tốt nhất. Đó là cái đi làm giảng dạy là như vậy. Thì bên cạnh quá trình đi làm đó thì đi là giảng dạy như vậy thì mình phải là một họa sĩ thiết kế, thì mình quan niệm là giảng viên, thì nếu anh chỉ có dùng kiến thức ở trường sau đó anh dạy lại với lại học quanh thì kiến thức nó vẫn gì đó nó mang tính lý thuyết thôi, thì ở đây nó cần phải có một cái kinh nghiệm mà tính thực tế, nó phải cọ sát với lại những công việc trong cuộc sống hàng ngày. Và khi bạn nói ra thì cái bài làm của bạn, những cái kiến thức của bạn sẽ giúp cho sinh viên khi ra ngoài đời có thể thực hiện được cái công việc có một cái hiệu quả nhất. Đó thì cái công việc bên ngoài thì thường xuyên vẫn là ta hay gọi là một nhà thiết kế, tại vì rõ ràng đi dạy ở trường đại học chính là một nghề chính, thì cái nghề phụ chính là thiết kế, hay gọi là freelancer, hay gọi chúng ta gọi là thiết kế dạo, tức là đi vòng vòng để ai thuê thì đó thì làm. Vậy nó sẽ giúp cho cái gọi là kiến thức của mình khi truyền đạt với các bạn nó sẽ thú vị hơn. Và bên ngoài thì thầy là về trong đó mạnh mạnh nhất đó là thiết kế về thương hiệu, thì đó là công việc hàng ngày. Ok, thì đó là một vài những cái chi tiết về về bản thân trong quá trình đi học đi làm là như vậy. Rồi thì qua thời gian đã giảng dạy mấy lâu nay thì có lẽ là đến 16-17 năm, thì cái môn học về chữ cũng là cái đúc kết mà mình có được nhiều nhất và mình yêu thích nhất. Thì hôm nay xin phép là được chia sẻ từ đó với mọi người có những câu hỏi trực tiếp của các bạn, thì không biết là như vậy ra với hôm nay có đủ chưa hay là cần một số thêm thông tin gì không? Ok rồi, đam mê thực sự đầu tiên mình cũng không biết là mình đam mê nó khi nào nữa. Có lẽ là thứ nhất đó là cảm thấy thiếu là đi học, thì ở đây thì điều đầu tiên đó là khi mà thầy tốt nghiệp xong trường phần năm 1999 thì vào năm 2001 thì ở trường có một cái sự liên kết với một cái trường đại học ở bang Massachusetts, thành phố Boston, nước Mỹ, thì họ đã có một cái học bổng dành cho giảng viên đi học thêm. Thì may mắn thì tôi đã nhận được cái học đó, học ở cái trường ở bên Boston. Thì khi vào môi trường đó thì đó là một khóa học mang tính rất cao để cho phép ta đăng ký học cả môn nào ta cần thiết, cảm thấy ta cần thiết. Thì lúc đó rất là nhiều và chọn là chữ, chọn chữ như một cái gì đó rất là tình. Thì đó là cái sơ khởi đầu tiên. Thì khi mà vào trường thì mới nhớ ra là thực tế ra hồi xưa học ở trường năm 94 cho đến năm 99 thì hầu như người ta lúc đó hình như là các trường thực sự hay là học rất là nhiều môn, bao gồm có cả những cái môn đồ họa, rồi thậm chí lúc đó học cả nội thất nữa, học cả rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà rõ ràng là trong về đồ họa chứ là một vấn đề cực kỳ quan trọng thì lại không được đề cập đến nhiều. Cảm thấy rất là thiếu, và thực sự là khi mà đăng ký học ở trong cái trường ở cái một cái trường ở một cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp như vậy thì mình cảm thấy nó cần thiết nhiều nhất. Thì qua cái lớp học đó thì mới nhận ra những cái thiếu sót của mình, và từ thế là thực sự nó là một cái rất là thú vị, và càng ngày mỗi ngày càng khám phá ra nó ở nhiều cái công việc tiếp theo. Thì khi trở về thì rõ ràng là với chữ thì lại tiếp tục được làm việc theo một thời gian sau, thì một thầy cô nữa thì vào năm 2004 có một cái giáo sư đến từ trường Monash ở nước Úc. Thì cô là một cái người giáo sư nên là cô đi, thì cô lại giảng dạy tiếp là hỗ trợ cho các cái giảng viên về môn, đặc biệt là môn chữ. Thì đó là cái thời điểm cảm thấy là đúng thật, chữ thực sự là một cái gì đó rất là kỳ diệu, và trước đây hay là đúng hơn là một cái môn học mà trước đây học rất là ít, và khám phá ra nó ở nhiều cái cạnh. Nó không chỉ đơn thuần chỉ là mỗi con chữ thể hiện những cái nội dung, có thể có những cái câu chuyện đằng sau cái kiểu dáng chữ huống khác nhau để giúp cho mà cái người thiết kế thực hiện cái việc sử dụng chữ, không thuần chỉ là sắp xếp nội dung mà nó sẽ bao hàm cả cái ý nghĩa cũng như là cả cái câu chuyện rất là thú vị sau khi sử dụng chữ. Đó thì đó chính là cái cơ duyên để mà càng ngày chúng ta
thấy rằng đó sự rất là hiệu quả với lại cái công việc kế hàng ngày. Dạ. Thì em không biết là bạn bè thầy có theo đuổi cái typography giống như thầy không thầy? Ý là thầy có bạn bè nào theo đuổi cái nghề typography giống như thầy không? Bạn bè có nhiều người bạn khi tốt nghiệp ra thì mỗi một cái người trong lớp hồi xưa thì bạn bè thì cái nói đầu tiên chính là bạn bè trong cùng khóa thì cũng đều làm về chữ cả đúng không? Cái công việc chữ thì luôn xuất hiện dù bạn ở lĩnh vực bất kỳ lĩnh vực nào thì cái lớp cái 6 người lớp thôi, một lớp chỉ có 6 người và đến ngày hôm nay vẫn cứ tương tác và qua đường nghĩa là vẫn chơi với nhau. Thì có những đồng nghiệp làm về lĩnh vực quảng cáo, những cái người lại đi làm lĩnh vực thiết kế cho đài truyền hình, có những người lại đi theo lĩnh vực thiết kế thương hiệu dành cho những cái nhãn hàng khác nhau. Thì nói thật thì mọi người đều sử dụng chữ hết, nhưng vấn đề là thì ở trong cái lớp học đó thì ngày hôm nay mình nghĩ là chắc là chỉ có chắc không mình thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây làm việc là một câu chuyện, nhưng mà bắt đầu để giảng dạy thì cần phải có một kiến thức nó kỹ hơn, nó gọi là nó chuyên sâu hơn. Ở đây thì hôm nay thì có lẽ là trong lớp mình đi học cái khóa đó thì hiện nay chỉ còn một mình. Ngoài ra thì cái này thì bắt đầu có xuất hiện cái đam mê với nó và trên những cái quãng đường mà giao lưu với lại rất nhiều bạn trẻ thì đến ngày hôm nay thì ra và thấy được là rất nhiều những tài năng trong trường mỹ thuật, ngoài trường mỹ thuật bên trường trường khác thì bắt đầu có nhiều bắt đầu thể hiện cái sự đam mê với chữ, Dạ. niềm vui, niềm thú vị để mình thấy là mọi người cũng cùng sở thích với mình. Thì hy vọng trong các bạn có những người có niềm đam mê nó như vậy. Dạ. Thì những cái người bạn đó có chơi chung với nhau không thầy? Có một cái hội nào không thầy? Hay là chỉ làm Hiện riêng nay lẻ thôi? đúng rồi thì đó chính là cái sự khác biệt một xíu của thầy nghĩ là có thể là cá tính của người Việt. Vì ở đây thì chiều là những người làm công việc nghệ thuật luôn có cái tôi rất là cao và cái việc mà thành lập một cái hội nhóm hay là chia sẻ dòng thì hình như chưa được thấp, nhưng mà đây cũng là mục đích mà khi các bạn hỏi và anh hỏi câu này thì thầy nghĩ rằng đây cũng là một cái gợi ý rất là hay và thầy rất là mong muốn trong tương lai có thể có được cái nhóm nó không chỉ là chia sẻ niềm vui mà có thể những cái hoạt động để giúp cho những cái tác phẩm của cái nhóm đó hoặc là các bạn này có thể được giới thiệu với công chúng để càng ngày giúp cho cô chế đồ họa nói chung và cái chữ nói riêng rõ rộng hơn khiến cho mọi người có thể hiểu được nó rõ hơn và cùng cái đam mê với nhau. Dạ vâng. Thì em thấy á, mọi mọi người trên mọi người làm nghệ thuật á thì mọi người đều phải có một cái niềm cảm hứng để mà mình làm cái sản phẩm của mình. Thì em không biết là thầy lấy nguồn cảm hứng ở đâu, cái người nào đã truyền cảm hứng cho thầy đến với một tay bô không thầy? Ok rồi thì cái câu hỏi này rất là hay, tại vì thực tế ra thì đi làm và đi học thì bao lâu nay thì tất nhiên đều có một cái đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với của mình đối với ngành nghiệp, có nghĩa là người đều đều rất là tuyệt vời, mỗi một người thầy đều là người cho mình thức giúp cho mình có thể xây dựng một cái niềm đam mê nghề nghiệp khác nhau. Tuy nhiên ở đây nói riêng về chữ thì có những con người nó giúp cho thầy bắt đầu hình thành nên cái ý định. Ý đó là một cái người thầy, đó là cô Jenny đến từ trường Monash ở Úc. Cô nó không chỉ gói gọn là cái việc là chữ mà nó truyền cho thầy một cái hư, đó là một cái định nghĩa đầu tiên của chữ là hay. Rồi sau đó một thời gian sau thì cô không chỉ cô không phải chỉ lần đó cô quay lại và sau đó cô quay lại Việt Nam vài lần nữa thì thầy liên tục có cái dịp với cô. Thì chính vì cái là kiến thức của cô và cái niềm vui, niềm đam mê của cô cũng sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực đồ họa thì giúp cho thầy cảm thấy là ok chữ sẽ là một cái lĩnh vực rất là cũng cần phải khai thác nhiều hơn. Đó là một cái đến từ nước Úc là từ Monash. Cái người thứ hai thì chắc nhờ Phan Anh cho xin một cái hình Dạ, thế em mở cho các bạn xem. thì một người thứ hai lại có một cái còn giúp cho mình nhìn ra thêm một cái tí rất là hay của chữ. Có một lĩnh vực là chúng ta hay gọi là typography thì chúng ta hay nghĩ đến chữ ở trên máy tính nhiều hơn,
Nhưng mà gần đây thì các bạn biết rằng các bạn có thêm những loại hình là người ta sử dụng chữ ở trên cái khả năng viết tay đó, chúng ta hay gọi là calligraphy rồi. Thì cái chữ viết tay đó nó đã hình thành và nó thì ta bắt đầu học nó từ năm 2001 trong cái khóa học ở trường Massachusetts College of Art. Thì cái khóa trường là chuyên nghiệp về về thiết kế, thì cái khóa học mà già thì ta lại không mong mình học về trên máy tính ngay tay. Và thời điểm đó bây giờ cảm thấy rất là kỳ cục, bởi vì cái mình đang rất là mong muốn là cái gì tần nhanh, cái gì rất là hiệu quả, có lẽ là máy tính là một trong những cái phương tiện rất là cần thiết phải. Và lúc đó người ta mình học máy tính mà lại bắt mình học tay, nên cái việc học nó vô cùng là khó chịu. Tuy nhiên là vẫn hoàn thành cái lớp đó một cách rất là hợp lý ở cái góc độ là việc, nhưng mà chưa nhìn thấy được cái điểm mạnh của cái môn cái tay đó. Một cái trong cái thời gian ở đó thì gặp một cô giáo, hay đúng hơn là một người mà chúng ta gọi là một cái nghề chuyên về viết chữ tay, và đó là một calligrapher. Thì calligrapher là một trong những người mà đã từng gặp, và đây là một người có đóng cái vai trò rất quan trọng để thầy nhìn nhận được cái giá trị của cái bộ môn chữ viết tay ở thời điểm đại. Thì khi nhận được cái cuốn sách của cô á, cuốn mà không biết anh chưa đưa lên màn hình ha, đưa lên thấy chưa? Ô, thầy chưa thấy á thầy. Để em coi lại. Ok rồi. Thầy xem giùm em có hiện lên chưa thầy? Hiện tại thì màn hình không thấy, không biết các bạn đã thấy chưa? Em share bằng cái hangout á, nếu mà thầy không thấy chắc các bạn cũng không thấy được. Chưa thấy á thầy. Chưa thấy. Vậy là khoan, để em chỉnh lại tí ha, các bạn đợi mình một Ok. xíu. Đây. Tiếp tục chia sẻ với mọi người, thì cô Margaret Schaefer là một người mà đóng cái vai trò rất là quan trọng đối với cái môn mà ở Việt Nam hiện nay đang rất là hot, đó là môn calligraphy, hay chúng ta hay gọi là thư pháp. Nhưng mà thư pháp thì nó không phải là thư pháp theo kiểu viết chữ phương Đông, thư pháp của phương Tây, có nghĩa là viết các ký tự Latin bằng các cái dụng cụ rất là truyền thống của phương Tây, ví dụ các ngòi bút rồi, hay là đôi khi có những cái hướng sử dụng các cái ngòi lông mềm cho việc thể hiện chữ. Nhưng mà chữ đây theo cái nguyên tắc viết của người phương Tây chúng phải theo kiểu mà chúng ta hay thấy là các dịp Tết như là các ông đồ. Thế thì cô là người đã đến với Hà Nội trước và cô dạy ở FPT Arena các khóa học về calligrapher, về calligraphy, là một trong những cái bạn mà đã học cái khóa đó về sau này rất là trong lĩnh vực đó, chính là Đào Huy Hoàng. Thì cô chính là người có một cái gây ra một cái niềm cảm hứng đối với lại rất nhiều các thế hệ đang ưa thích nghệ thuật calligraphy ở Việt Nam ngày hôm nay. Thì lúc đó thầy có may mắn là được cô tặng cho một cuốn sách, thì cuốn đó rất là hay, bởi vì sao? Bởi vì cuốn sách và đến cả vài trăm trang, thế nhưng mà toàn bộ cuốn sách đó thì viết bằng tay, và rõ ràng là khi đã thấy được cái sự kiên nhẫn cùng cái người thấy thông tin mang tính tuyệt vời như vậy, thì đó là cả một cái cuốn sách rất là hấp dẫn để giúp cho mình có mới cảm hứng để bắt đầu quay ngược trở lại với lại cái môn đã từng học và nghiên cứu nó một cách sâu hơn. Rồi không ngờ là với nó thì cảm thấy rất là thú vị và khám phá ra nhiều cái sự hay của môn viết chữ tay đó, hay chúng ta hay gọi là cái bộ môn thư pháp phương Tây. Anh đã thấy được cái hình cho mọi người xem chưa? Bây giờ đang bị lỗi một tí xíu thì chắc là cái cô đó thì các bạn có thể lên, chắc là lên Google search tên, hoặc là tí nữa mình sẽ kèm lại với lại cái kèm luôn cái link của cái video ha, để mình làm tiếp cái câu tiếp theo. Rồi, ok thì Dạ không sao. dạ Biết thì rất là nổi tiếng và các bạn hãy tìm thấy ở trên YouTube có một cái đoạn mà cô nói trong chương trình là Talk Việt Nam, chương trình phỏng vấn trực tiếp cô. Thì Talk Việt Nam là một chương trình mà thông thường người ta hay phỏng vấn các cái người nước ngoài có những đóng góp liên quan đến nghệ thuật hay là liên quan đến nhiều lĩnh vực của Việt Nam. Thì trên đó người ta đã hỏi cô về những thông tin liên quan đến quá trình nghiên cứu của bộ môn và những cái thành công của cô khi nghiên cứu của bộ môn calligraphy. Thì đó là một cái lời các bạn nên xem qua ha, chúng ta sẽ sở Margaret Schaefer và hành trình thư pháp Việt, hình như là cái đoạn YouTube đó nó có cái thông tin như vậy.
hành trình từ Bắc Việt sang Tuyết Việt rồi. Thì đó là một cái chương trình rất là thú vị, các bạn sẽ khám phá rất nhiều điều trong đó. Dạ. Rồi, xin mời Phan Anh hỏi tiếp theo. Dạ thì cái đó là cái người truyền cảm hứng cho thầy, thì còn vậy thì còn những cái thầy lấy những cái cảm hứng khác vào trong những cái ấn phẩm typo hoặc là ấn phẩm design của thầy là lấy cảm hứng từ những cái nguồn ở đâu? Ok, thì đây có một bài rất là hay và thú vị. Cũng cảm hứng cho công việc hay cảm hứng đến từ cái công việc liên quan đến chữ thì có lẽ là xuất phát từ giới cho bạn, có lẽ cũng khắp mọi nơi, cái chỗ nào mà cũng có chữ cả, thì bạn có thể thấy bạn có gặp chữ ở bảng hiệu, rồi trên bìa sách, rồi trên các cái công ty quảng cáo và rất nhiều ở khắp mọi nơi. Thì có lẽ là cảm hứng của mình đến từ cái việc là cuối cùng thấy được cái đẹp. Tại vì đầu tiên là khi các bạn những người học học về về vẽ đi, thì các bạn khi mà bạn biết cái kiến thức về vẽ rồi, thì khi bạn đi nhìn một bức tranh mà bạn thấy không có đẹp ha, thì rõ ràng là bạn tự nhiên là bạn nhận ra nó không có ổn rồi, và bạn rất là muốn rằng nếu có cơ hội thì bạn sẽ sửa cái tranh đó sao cho nó đúng với lại cái kiến thức mình đã có. Thế thì vì đầu tiên mà khi đi ra những cái ngoài đường thấy bảng hiệu thì rõ ràng thấy rất nhiều cái lỗi sai, nhiều các cái vấn đề liên quan đến kiểu dáng, sắp xếp, liên quan đến cái cách sử dụng chữ, và cảm thấy cực kỳ là khó chịu ha. Và cái việc đó nó mình đôi khi khi bắt đầu với một công việc mình đã ra hoặc nhận thì phải bắt đầu mình làm ra cho nó đến tốt nhất có thể. Cái đó là cái việc tôi cũng từ cái nhìn xung quanh. Cái điểm thứ hai đó là khi bắt đầu tiếp tục đến cái việc là khai thác chữ ở nhiều cái hàng là thấy là mình cần thêm những sự nghiên cứu. Và đây thì trong cái môn học mà các bạn đang học này ở trường, cái môn gọi là lịch sử thiết kế, hoặc là các bạn ở bên ngoài có thể tham thêm giống như lịch sử nhân loại, lịch sử loài người hay lịch sử thiết kế, thì đôi khi nó cũng có những cái mối liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Và đây thì cái cảm hứng đến từ những cái xung quanh cái kiểu chữ, nhưng mà nó ra đời vào thời điểm nào, rồi nó có nghĩa là cái thời điểm đó có cái yếu tố văn hóa nào, yếu tố lịch sử nào hình thành đến cái kiểu dáng đó. Thì khi khám phá điều đó thì chúng ta thấy ồ thật là thú vị, và rõ ràng là chúng ta thấy rằng ở đây chữ thì có rất 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 nhiều kiểu khác nhau, và cái việc khám phá đó càng ngày càng cho thấy là càng ngày mỗi một ngày chúng ta tìm hiểu về những cái sâu sắc, chúng ta lại càng khám phá ra nhiều điều thú vị xung quanh nó. Đó là một cái cảm hứng nữa. Cái cảm hứng thứ ba đó là thầy luôn luôn cố gắng thu thập những chuyến đi. Chuyến đi đây là nó đi vượt ra ngoài Việt Nam để có thể thấy được ở mọi nơi trên thế giới người ta sử dụng chữ như thế nào. Đó, thì nó sẽ cảm thấy rất là thú vị và hấp dẫn trong cái công việc hàng ngày. Thì em Ok, Phan có đã chia sẻ chia được sẻ cái được phần không? Dạ rồi, thầy có thấy không thầy? chưa? Không, thầy không thấy gì hết. Ê, thầy có không thầy? Thì chắc là các bạn có thể thấy được của mình thì đây là cái cô Margaret. À. Rồi thì tiếp theo câu hỏi tiếp theo thì theo là nãy giờ thầy nói là mình tìm cảm hứng từ rất là nhiều nguồn như thế thì có khi nào mà mình bị loạn không thầy? Có nghĩa là nó nhiều nguồn quá mình không biết chọn chắt lọc cái nào là cho đúng cho hợp với là cái thiết kế của mình hay là cái phông chữ cái kiểu cách mà mình đang theo đuổi đó thầy. Bị loạn Dạ. Có khi nào ha. là Ok, bị câu loạn? hỏi này cũng rất là thú vị. Trả lời như thế này, hiện nay thì chúng ta đang đứng trước một cái cơ sở, cũng là một cái thế giới tin rất là tuyệt vời, và đang có những cái sự thu hồi rất là đa dạng. Cái web này giới thiệu những cái thiết kế hàng đầu của các thương hiệu xuất sắc trên thế giới. Bạn dễ dàng truy cập vào các tài liệu có thể có ở online ha. Thì ở đây bạn đang đứng trước một thế giới, việc còn lại của bạn là tiếp cái thông tin nó như thế nào để nó dùng nó cho công việc một cách hợp lý. Thì đúng là Phan Anh có nói câu đó thì thầy cũng có thể ở góc độ nào đó mình cũng cảm thấy là bị náo loạn ở cái việc là thế nào là đẹp, thế nào là thú vị, thế nào là đúng. Cá nhân thầy thì có lẽ là không không có loạn lắm, bởi vì sao? Bởi vì đó thì mình đã được có một cái kiến thức rồi, khi mình nhìn một cái tác phẩm, nhìn một cái thiết kế mình thấy rằng nó đẹp đẹp. Và điểm thứ hai đó là bao giờ cũng phải có cho mình một cái sự thắc mắc,
Chẳng hạn như ở đây chữ thì có rất là nhiều những kiểu dáng khác nhau. Thì cái việc mà chúng ta thấy rằng để thực hiện được cái việc sử dụng chữ một cách hiệu quả đó là bạn phải nhớ được tên nó. Tức là khi mà bạn mà thấy được một cái kiểu dáng nào nó rất là thú vị thì bạn ngay lập tức bạn phải có ngay một câu hỏi. Vậy thì kiểu đó là cái kiểu tên gì? Thì một cách ghi nhớ nó và đôi khi sẽ sao chép hay làm cái nào đó để sử dụng nó. Sẽ ghi nó một cái cách nào đó để về sau này đúng tình huống, đúng cái hợp lý thì ta sẽ sử dụng kiểu dáng đó cho công việc của mình. À, thì đó chính là cái gọi là cái điểm khám phá thú vị. À, Tam Anh chắc có xem cái hình cái câu là câu 9 đó, câu Dạ. 1 á. À, các bạn em mở lên cho các bạn xem được không? Dạ được, thầy để em ạ. Câu 9 phần 1. Ở đây, dạ rồi em mở rồi thầy. Thầy có thấy không thầy? Bên thầy Rồi, bấm. ok, rồi. Thầy có thấy không thầy? Rồi, các bạn đã thấy ha, thì trên màn hình các bạn đang có những cái file thì chụp lại trong một cái chuyến đi đến Đức và Pháp. Thì đầu tiên là bạn sẽ thấy rằng một cái file màn hình đầu tiên nó ghi là Hamburg. Và trên đó có rất nhiều kiểu chữ. Nó giống như là một cái kiểu chữ rất là cổ ha, mà chúng ta nếu mà chừng nào ai mà đã từng xem qua cái kiểu dáng chữ kiểu viết tay đó thì bạn thấy rằng nó là một kiểu chữ cái đại diện để là có tích. Rồi tiếp theo thì bạn thấy nó là một cái địa danh khác, nó tên là Bremen, một nơi mình đã đến thăm và tình cờ thấy một cái bảng khắc bằng đá trên đấy đó một cái kiểu chữ rất là cổ nhầm trong cái nhóm chữ kiểu calligraphy. Rồi tiếp theo nữa thì bạn thấy qua đến cái phần cùng đó là Paris. Thì cái việc mà các bạn thấy được cái sự khác nhau nó nằm ở chỗ nào? Người ta làm cái nôi văn hóa chữ mà theo kiểu truyền thống, nên cái kiểu chữ mà các bạn thấy ở cái trang hình ảnh số 1 đó, kiểu theo kiểu Gothic thì rất là ưa chuộng, nó nằm ở trên những bảng hiệu, nằm trên những nhãn hàng và nó xuyên suốt trong rất nhiều những cái bảng hiệu hay những cái thông tin ở Đức, không chỉ Hamburg, ở Berlin, ở Munich và rất là nhiều. Thấy đây là một ưa chuộng rất là nhiều. Và đi qua đến Pháp thì rõ ràng lại thấy là một cái chuyện khác, đó là người ta không sử dụng kiểu chữ giống giống như vậy nữa mà người ta sử dụng nếu qua cái file tên là Hotel Monsieur chẳng hạn, rồi nó có những cái bảng nó ghi là Metropolitan này vân vân. Thì cái Metropolitan nó chính là cái gọi của một cái ga tàu điện ở thành phố Paris. Cái Hotel Monsieur đó thì viết chữ theo kiểu là đặc biệt là cái hình ở bên tay 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 phải của các bạn đó, thì chúng ta thấy đó là một cái nốt dán ở trên cái cửa hiệu của cái cửa hàng. Mà cái kỷ niệm cái chuyến đi này đó là thầy đến Paris, thầy đã sờ rất là nhiều những cái địa danh, trong đó có những cửa hàng mà chuyên bán các dụng cụ dành cho nghệ thuật calligraphy. Thì ở Paris gần nhà thờ Notre Dame, nghĩa là thờ Đức Bà Paris, thì nó có một cửa hàng rất là nổi tiếng, nó tên là Melody, quên mất thì quên mất tên là gì đó. Dạ. Khi mà đó thì vô tình thấy rằng hôm đó là cái ngày mà người ta nghỉ, có nghĩa là người ta sẽ đóng cửa vào ngày 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 thứ hai, cái ngày mình đi á, rồi thì cái cửa đó mình rất là thất vọng vì mình đã bận rộn từ xa đến nay mà cuối cùng lại thấy được cái gọi cái thông tin là đóng cửa cái ngày hôm đó, thì cảm thấy rất là thất vọng. Tuy nhiên cái chữ ở trên đó thì các bạn thể hiện là thấy là nó rất là bay bướm xa. Thì đây là một cửa hàng nhất quyết hay là đúng là chuyên sử dụng và bán những cái dụng cụ dành cho nghệ thuật viết chữ tay. Thì ở đây khác biệt lại Pháp ở chỗ là người Đức rất là mạnh mẽ, người Đức rất là đôi khi có những cái chính sách rất là truyền thống, còn người Pháp thì lại ngược lại rất là thoải mái nhẹ nhàng và đôi khi rất là lãng mạn. Thì đây chính là cái sự khám phá mà bắt được là khi chúng ta đứng trước những cái kiểu chữ đó, nếu mà chúng ta chỉ nhìn nó ở dạng nó là chữ thôi thì chúng ta không thấy được cái sự thú vị, nhưng nếu chúng ta hiểu được nó đằng sau cái chữ đó, cái kiểu dáng đó, cả một cách lịch sử hay là cái phong cách của mỗi quốc gia thì chúng ta sẽ cảm thấy ồ thực sự rất là hay, và khi càng khám phá ra nữa thì bạn càng thấy được cái giá trị của nó trong cái công việc đó đó. Thì chính vì thế đó thì ta trở ngược lại của Phan Anh thì thầy mới chia sẻ rằng sẽ không có gì mà chúng ta phải là bị não loạn hay là bị loạn bởi những kiểu dáng hay là đã phát hiện khắp mọi nơi, nếu chúng ta có một kiến thức thực sự vững vàng và hiểu sâu về nó một cách rất là nghiêm túc đó. Thì đó là câu trả lời của thầy. Dạ. Thì cái đó cũng là trả lời cho câu hỏi của em là Tây Bô nó khác biệt và thu hút thầy như thế nào. Cái đó cũng là một cái câu trả lời
cho cái câu hỏi này của em. Thì cái đó là một cái số câu hỏi mà mang tính cá nhân, thì em không biết là thầy có thể định nghĩa ngắn gọn về Taibo và các thể loại của Taibo cho các bạn nghe không thầy? Ok rồi. Thì định nghĩa về typo ha, thì cái này chúng ta đang nói chuyện nãy giờ thì nói về typography, và trong đó có bao hàm cả nghệ thuật viết tay, calligraphy và vân vân nữa. Thế bây giờ để chúng ta hình dung được cái câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta đang có đặt video lên không ta? Dạ, để em bật cái video. Mình bắt làm video đó để tìm trả lời câu hỏi này với mọi người. Thầy thấy video chưa thầy? Bắt đầu là thấy này. Đây. How to impress a woman? Call her, hug her, kiss her, compliment her, wine her, dine her, listen to her, surprise her, smile with her, laugh with her, cry with her, protect her, shop with her, buy her jewelry, buy her flowers, hold her hand, write her love letters, go to the ends of the earth and baffle her. How to impress a man? Shop like it. Dạ rồi. Em nhớ cái đoạn clip này là em được coi hồi năm thứ nhất hay Đúng là rồi, thì dạ. nó là một cái đoạn hài thôi, rất là vui. Thì ở đây trong cái câu chuyện đó là người ta đưa ra hai tình huống, sẽ làm thế nào để kiếm được những người phụ nữ là đang làm việc những người đàn ông, thì ra em cũng là thì rất là phức tạp ha. Cái này cũng là một cái khía cạnh tâm lý rất là hay. Người phụ nữ thì đòi hỏi các bạn phải có biết sự quan tâm, biết chia sẻ, biết tặng hoa, biết tặng quà, biết khóc, biết cười, biết vui, khá rất là nhiều thứ. Nhưng với đàn ông thì đôi khi chỉ là đơn giản thôi. Ok, thì ở đây thì cái điều mà chúng ta thấy được ở trong cái đoạn clip đó chính là người ta đã sử dụng rất là thú vị nhiều các cái kiểu chữ khác nhau để người ta thể hiện ra một cái nội dung. Ví dụ như khóc chẳng hạn thì có dùng nước mắt, rồi cái từ cười chẳng hạn thì chữ e lại có thể biến thành đường cong như một cái ô đang cười, rồi cái nữ trang chẳng hạn, cái nhẫn vân vân, phải lại như vậy. Thế thì ở đây rằng định nghĩa đầu tiên chữ chính là gì, đó là chữ thì có muôn vàn kiểu ha. Đây, cho đây typography là một cái thuật ngữ chung đề cập đến công việc liên quan đến chữ, mà có lẽ là nếu mà nói đến chi tiết hơn thì nó được là lĩnh vực là sử dụng chữ, thì trong đó có nhiều lĩnh vực khác nhau thì sử dụng typography, nhưng đặc biệt lĩnh vực thiết kế có lẽ là sử dụng typography nhiều nhất. Thì ở đây typography nó giống như là đúng hơn là chữ thì nó cũng có nhiều cái lĩnh vực, hay đúng hơn là dùng từ là thể loại thì cũng không hẳn là chính xác, nhưng nó có nhiều cái trào lưu và xu hướng thay đổi của cái cách sử dụng chữ đó trong cái đời sống. Nó như là hội họa, âm nhạc và nghệ thuật đều có nhiều cái sự thay đổi về xu hướng khác nhau. Cái sự thay đổi đó thì nó liên quan với lại lịch sử của văn minh con người, trải qua nhiều cái quá trình thay đổi của lịch sử, của ngành thiết kế và rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì bây giờ xin phép Phan Anh có thể mở cho thầy cái file mà là cái câu số 1 được không? Câu dạ em mở cho các bạn xem. Rồi thầy thấy chưa thầy? Okay. Thì các bạn đây là một cái rất là muốn chia sẻ với mọi người ha. Một cái file file ảnh trên đó có một cái tên gọi là Approval, thì đây là một từ tiếng Pháp liên quan đến gọi là một cái trào lưu nghệ thuật mới ở nước Pháp từ khởi gì vào khoảng thế kỷ thứ 18. Thế thì khi nhìn cái tổng quan này thì các bạn thấy nó thể hiện ra ở đây là cái mang của một công trình kiến trúc, nó có những cái họa tiết hoa văn thể hiện trong cái đời sống, cái sản phẩm về đồ gỗ. Rồi phía bên góc bên phía tay phải thì có một cái người đại diện trong phong cách thời trang, cái trang thứ hai thì các bạn thấy là nó đang thể hiện ra một số các cái
tú ấn mình còn lưu giữ ngày hôm nay. Thì đó là cái một cái đó một cái nó một cái lối đi ra tàu điện ngầm và sau đi thì được gọi là Metropolitan. Thì đây chính là một cái chữ Metropolitan, đó là một cái chữ sử dụng kiểu dáng và có ảnh hưởng đến từ cái trào lưu gọi là Google đó. Hay là chuyển qua bên tay phải thì bạn thấy ở đây cũng là một cái poster hay đúng là một cái tác phẩm nghệ thuật rất nổi tiếng của một cái họa sĩ tên là Alfonso Mucha. Thì cái trào lưu đó người ta sử dụng nhiều cái đặc điểm đó là với phố hoa như thiên nhiên. Và ở đây thì người ta thấy rằng nó rất là cầu kỳ. Thì bạn thấy ở đó ha, bạn nhìn phía trên, phía bên dưới thì bạn thấy rằng nó có đến liên quan đến từ kiến trúc, đến từ các cái đồ gỗ, đến từ thời trang, đến từ những họa tiết trang trí. Thì rõ ràng ở đây thì chữ nó không nằm ngoài xu hướng đó được. Và bạn đến bên dưới cuối cùng của cái phần trang số 2 thì bạn thấy đó là cái đại diện đặc trưng của cái một cái kiểu kiểu tự là Google Typeface ha, một kiểu kiểu đại diện cho một phong cách thời bây giờ. Thì rõ ràng ở đây cái sự hay của nghệ thuật chữ đó, chính là gì, nó là một cuộc thời kỳ tâm thái của con người thay đổi, cái sở thích thay đổi, xu hướng thay đổi, thì chữ cũng chỉnh mình theo cái trào lưu đó. Thay vì chúng ta ngày hôm nay thì rõ ràng nhìn cái kiểu chữ này mình không thể nào sử dụng cho một cái công việc nào đó ngày hôm nay được, nhưng mà cái thời điểm đó thì nó vô cùng là rất là hot ở gần như thời thượng. À vậy thì ở đây nghệ thuật chữ nói tóm lại nó có liên quan rõ ràng mật thiết đến cái sống của con người và gắn liền với lại cái đời sống của chúng ta. Chúng ta qua tiếp cái trang thứ ba, cái trào lưu nữa để tiếp tục ở thế giới tên là Art Deco. Thì bạn đang thấy ở cái góc bên phía bên tay trái ha, ở một cái công trình kiến trúc ở ngay tại New York. Và kế bên nữa là một poster đại diện cho cái trào lưu hay không bản hình thời bấy giờ, đó là một cái tác phẩm kỹ thuật rất là đủ cái phong cách cụ thể theo cái rất là riêng cái truyền thống các cái kiểu với thời kỳ Art Deco đó. Cái điều đó anh thấy rằng cái thời kỳ này nó mang và tiếp rồi những cái gì đó rất là mềm mại. Qua thời kỳ tiếp theo thì hoàn toàn nó thay đổi hết, nó cứng khỏe hơn, đại diện hơn nữa là gì, trong thời kỳ này thì nó bắt đầu có cái xu hướng công nghiệp hóa, nên kiểu chữ bắt đầu có xu hướng bắt đầu chuẩn hóa lại, nó không có được không nhiều và nó rất là gần những kiểu chữ mà chúng ta có ngày hôm nay. Và vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng toàn bộ kiến trúc rồi mỹ thuật, nghệ thuật và chữ nữa còn gắn kết với nhau. Vậy quay trở lại với câu hỏi nãy các bạn đặt ra, rõ ràng định nghĩa về chữ thực ra về thay quốc kỳ thì đã rất là rộng ha, nhưng mà đây thì có một chia sẻ đó là cái chữ thì rõ ràng nó gắn liền với mặt thiết này. Đó thì thầy đã nhấn gọn cái gọi là trả lời như vậy. Dạ. Thì trong các thể loại typography thì em biết là có nhiều thể loại lắm, thì thầy có thể kể một số thể loại của nó không thầy? Thầy nghĩ như thế này, bắt đầu chữ á, thì loài người bắt đầu bằng chữ với tay cái đầu tiên đúng không? Chúng ta quay ngược lại cái lịch sử thì bạn thấy rằng về đầu tiên của con người khi bắt đầu có cái chuyện là chữ á, thì người ta tạo ra chữ bắt đầu bằng với tay. Thì lúc bấy giờ là bắt đầu thành nên cái tên đó là cái chữ viết này hay gọi là thật, hay còn Việt Nam người ta dịch Đông Nam là gọi là phương pháp. Rồi thì ở đây thư pháp thì có thể được bao trùm cả rất nhiều chữ đến từ nhiều văn hóa khác nhau. Ví dụ như người phương Tây thì viết chữ theo ký tự Latin alpha b đây là từ A đến chẳng hạn ha. Dạ. Còn người ở các người vùng Trung Đông thì họ nhiều chữ rất là riêng. Rồi ở Trung Quốc hay là các nước ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản thì có một sự tương đồng về chữ tự này theo một cách khác. Và cuối cùng thì là cái thể loại số 1 tức là chữ viết tay. Rồi thì chữ viết tay là cái số 1. Rồi tuy nhiên ở đây thì có lẽ là chữ viết tay cũng bắt đầu được phải là phải định nghĩa được nó một vài kiểu rồi đó, chứ không phải chỉ có viết tay không, thì cũng bắt đầu đưa ra được một số kiểu dáng khác nhau. Và bắt đầu có một số các cái người thợ bắt đầu có một cái công việc rất là hay, đó là bắt đầu phải gò những kiểu chữ lại thành cái gì đó thống nhất. Và bắt đầu người ta gọi là hand lettering, nghĩa là bắt đầu người ta bắt đầu vẽ chữ chứ không phải là viết chữ nữa. Thì từ cái chữ mà đã viết ra thì người ta bắt đầu vẽ lại cho nó chuẩn mực hơn. Rồi thế thì sau đó người ta bắt đầu mới có cái sự phát triển của công nghiệp, thì người ta bắt đầu đúc chữ. Đúc chữ cái là gì, đó là người ta bắt đầu phải làm sao chữ được thể hiện ra một cách nó nhiều hơn trong cái ấn phẩm trang trí hoặc là trên báo chí hay là gì đó ra. Thì lúc đó người ta phải làm động tác bây giờ rất là phổ sơ, đó là người ta đúc các cái chữ bằng các cu chì và bắt đầu in ấn. Bây giờ là khoảng thế kỷ thứ 10-15 thì bắt đầu thực hành nghệ thuật in ấn, và người ta bắt đầu từ đó rồi bắt đầu đã định nghĩa được thêm một cái từ rất là typography,
sẽ là thêm một cái kiểu chữ, những kiểu chữ bắt đầu ra đời. À, và việc rõ ràng là ta nó liên quan đến việc là việc gì vậy thì chữ ra đời rồi thì bây giờ sử dụng nó như thế nào. Kiến thức đầu tiên mà chúng ta thể loại chúng ta bắt đầu quan tâm đó là kiến thức về các kiểu chữ, à, nó gọi là những cái nền tảng, những cái foundation của một cái học một kiến thức. Rồi thế sau đó rồi thì sau khi đã nắm được các kiểu chữ rồi thì ta sắp xếp nó vào một không gian, trang trí trình bày trong sản phẩm ra sao, thì lúc này chúng ta bắt đầu liên quan đến kỹ thuật hay đúng là một cái phải được là nghệ thuật chữ dành cho trình bày các ấn phẩm. Và một các khái niệm về dàn trang, bài trang ra đúng không? Rồi, thế thì đó là những cái gọi là cái sơ khởi và rất là cơ bản. Thế nhưng mà rõ ràng là xã hội không dừng ở đó mà người ta bắt đầu thấy, người ta bắt đầu dùng những cái câu chuyện, bắt đầu có cái sự hấp dẫn hơn. Đó là cái thời kỳ của kỹ thuật số ra đời thì bắt đầu có những cái phim ảnh bắt đầu xuất hiện và người ta muốn rằng chữ nó không chỉ đứng yên trên cái trang giấy nữa mà nó bắt đầu đưa vào trong phim, đưa vào các cái sự hiển thị mà có tính chuyển động. Thì lúc này chữ nó phải chủ động hơn, bắt đầu nó xuất hiện ở trong phim ảnh với vai trò của nghệ thuật chữ, nhưng lúc này là sử dụng cái kỹ thuật chúng ta hay gọi là motion, chúng ta bắt đầu chuyển động. Và thời cái nhà thiết kế của Việt Mỹ tên là Solbach vào những năm 1930-40 thì họ đã phát triển lên một cái kỹ thuật dùng kỹ thuật rất là thô sơ nhưng bắt đầu có những cái đoạn chuyển động và là tựa đề phim rất là thú vị vào thời bây giờ. Rồi và đó là một cái thể loại như vậy nữa. Thì tóm lại ta đang có như vậy, thứ nhất là chữ viết tay, thứ hai là chữ gọi là chữ trên máy tính, và hai dạng là chữ trên máy tính sử dụng kiến thức cơ bản nền tảng, rồi chữ trên máy tính sử dụng để trình bày ấn phẩm, rồi chữ trong những không gian chuyển động khác nhau. Rồi, và ngày hôm nay thì rõ ràng đứng trước một cái thực tế đó là bắt đầu có thêm một cái nghề người ta gọi là typographer, bắt đầu có cái nghề chuyên nghiệp luôn, đó là tạo ra chữ. Và đây thêm một cái lĩnh vực nữa đó là chỉ đơn giản sử dụng cái chữ người ta đã tạo ra, bây giờ bắt đầu các nhà thiết kế bắt đầu tạo ra kiểu chữ riêng của mình. Trên thế giới thì có rất nhiều những tên tuổi hàng đầu trên thế giới mà đang sử dụng những cái gọi là cái công cụ để bắt đầu sáng tạo ra chữ. Thì với sự phát triển của máy tính ngày hôm nay thì người ta dễ dàng tạo ra chữ hơn và nhanh hơn so với thời xưa. Tuy nhiên ở đây thì tuy nhiên là đi sau thì luôn phải áp dụng cái kiến thức đi trước và luôn luôn phải đối mặt với lại những sự thách so sánh. Thế thì cái lĩnh vực thứ theo nữa mà chúng ta đã nói tới là tạo ra kiểu chữ. Thì ở đây chúng ta cái lĩnh vực về nghĩ dưới rằng là rất là thú vị, rằng là cái mình thích nhất đó chính là cái phần chữ với tay calligraphy. Cái thứ hai đó là tạo ra được các cái chữ gọi là chữ bắt đầu có cái sự sáng tạo lettering chút xíu. Thứ ba là tạo ra các kiểu chữ riêng, và rõ ràng đỉnh cao nhất đó là chúng ta tạo ra cái khó nhất là tạo ra kiểu chữ, thì đơn thuần đó là kiểu dáng phải đáp cầu khác nhau của đường nét, có cái thuật in rồi các yếu tố kỹ thuật khi mà đưa vào không có thể sử dụng trong máy tính rõ là tiếng Việt chẳng hạn, thì đó là những cái là khó nhất. Và cái thử thách cuối cùng mình nghĩ rằng tạo ra chữ là cái thứ thích nhất. Dạ 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 em cũng thoải mái rồi mà không biết các bạn sao thôi. Khi mà thầy viết chữ á thì để em biết là thầy thích calligraphy với hand lettering, tại vì em học là chung với, em được học thầy cũng là gần 2 năm rồi, năm nay năm thứ 3 rồi, thì em cũng biết là thầy rất là thích. Thì em không biết là cái giai đoạn đầu thầy tập viết chữ á, thì có gặp cái khó khăn như thế nào, và kỷ niệm của thầy khi mà mình làm về cái viết chữ nó có gì vui, có gì buồn hay có gì thú vị không? Ok, rồi cảm ơn em. Buồn hả? Buồn thì chẳng có gì đâu, buồn thì chữ luôn luôn là cái gì đó vui. Rồi ok, thì thứ nhất trả lời câu hỏi ha. Thứ nhất là gặp chuyện. Thế thì quay trở lại đến việc học viết chữ bằng tay đầu tiên, hiện tại đó là chính xác như đã nói là để bắt đầu tập lòng quen với lại cái gọi là ngòi bút theo kiểu chấm mực và viết chữ rất là mực. Tất nhiên là hồi đi học phổ thông thì luôn luôn phải chấm mực viết chữ rồi, nhưng mà đó chỉ là cái vai trò của cái người học trò thôi. Cái đại và những năm 2011 nghĩa là khi tốt nghiệp đại học rồi là bắt đầu lại viết tả như cái anh chàng lớp 1, thì cũng có cái đầu tiên là mình thấy rằng thứ nhất là cũng cảm nhận được cái giá trị của cái tay và thành đến bây giờ, nên là mình thấy rằng hình như nó đang là người ta cách học cái gì đó rất là kỹ cục. Tại vì ở là đây thì viết chữ tay như ta nói là thầy phổ thông thì biết rồi, bây giờ lại lên đại học tốt nghiệp rồi bây giờ lại viết nữa thì nó rất là kỳ. Thì cái việc đầu tiên đó là cái mình thấy là khó. Rồi thì thứ hai đó là vào cái thời điểm đó thì người ta còn rất là trẻ, khoảng 25, 26 tuổi, 25 tuổi. Thì lúc đó thì thấy là có đang là
bây giờ mình đang đứng trước một đại cục công nghiệp, đại cục công nghệ. Và lúc bây giờ thì ở Việt Nam mình học máy tính là cái quan trọng. Phải làm Photoshop, học AI, học cái phần mềm thật là nhanh. Vì rõ ràng ở đây chúng ta không thể nào chấp nhận trong thời đại mà nó lại nhanh như vậy, lại không phải ngồi một hồi cặp cụ biết chữ được. Cái điểm mà thấy khó khăn đó là gì? Đó là rất là mong muốn thấy cái hiệu quả. Và hiệu quả duy nhất chỉ có máy tính mà thôi. Thì không chấp nhận được cái chuyện là phải ngồi gò gò bằng tay, mất thời gian để viết tay hay là vẽ tay lại như vậy. Yeah. Cái đó là cái mà thầy gặp khó khăn. Để gọi là khó khăn trong việc cảm nhận được cái giá trị thực sự của cái nghệ thuật viết tay. Cái khó khăn thứ ba đó là thời bây giờ thì hầu như ở Việt Nam mình cái dụng cụ hay là cái tài liệu dành cho cái bộ môn này hầu như là không thể nào tìm ra một cái dụng cụ nào đó nếu không đi từ nước ngoài về, không mua những cái ngòi bút, không mua những cán bút, không mua những cái cuốn sách thì có lẽ là không cách nào mà để có thông tin. Và thời điểm bây giờ và những cái năm bạn biết là 2001 đó, ở Việt Nam mình thì internet gần như là bạn chỉ là dial-up thôi, nghĩa là bạn phải dùng cái đường line điện thoại đó. Mỗi lần cái rè của nó rất là đáng nhớ. Thì khúc nào mình có thể là sử dụng những cái gọi là công cụ gọi là giao tiếp cách thức minh họa của internet nhanh chóng được. Và thông tin thì đôi khi cũng rất hạn chế rất là nhiều, đặc biệt là cái khó khăn đến từ dụng cụ thì là khó nhất. Đó như đã nói là ở thì có và đó thì có cái cơ hội đi nước ngoài thì mới có mua được cán bút, mua mực và mua các mọi thứ để có thể sử dụng cho cái công việc của mình. Ngoài ra về Việt Nam rồi thì có nghĩa là không cách nào ngoài những dụng cụ gọi là tự chế đấy, như là có bằng tre hay là mua cái ngòi bút đầu nhỏ nhỏ, nhưng mà mua những cái ngòi bút mà có cái bản lớn hơn thì là không cách nào có được. Thì đó là chính là cái dụng cụ, đó là ba cái vấn đề mà gặp phải. Đó là khó khăn. Rồi về kỷ niệm, cái hồi đi học cái môn calligraphy này thì có một cái bài tập mà giáo viên đã đưa ra được rất là hay, yêu cầu là mỗi một cái người sinh viên sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy cuộn, cái cuộn nó rất là to, chiều ngang có thể dài cả mét, chiều ngang là 1 mét là dài, vô tận nghĩa là dài rất là dài. Rồi mỗi người một số mực và mỗi người một cái gọi là một cái khoảng rất là lớn. Sau đó mọi người bắt đầu bật nhạc lên và cô yêu cầu là viết hoặc vẽ cái gì đó. Thì thời lúc bây giờ là mình thực sự cái một bài tập đó mình thấy ổn thật kỳ vậy, không có gì mà nó không có gì mà đặc biệt cả và nó rất là kỳ cục và mình không cảm nhận được. Nhưng mà rõ ràng là sau này thì chúng ta thấy rằng âm nhạc cảm xúc cái người viết cực kỳ quan trọng. Thì hầu như viết không phải nó chỉ là một công việc gò cái kiểu dáng chữ, mà lúc này nó phải giải tỏa được cái cảm xúc của cái người viết. Và bây giờ quay trở lại với lại cái câu chuyện mà kỷ niệm đó mới thấy rằng cái bài học đó vô cùng giá trị ở chỗ là phóng cảm xúc. Mỗi lần có một cơ hội bật nhạc lên thì lúc đó tâm hồn mình hòa nhịp với đại âm nhạc thì mình sẽ thư thái và mình sẽ thả theo cái cảm xúc đó và viết rất là tốt. Thì đó chính là cái kỷ niệm được vào cái thời bây giờ. Thì cái kỷ niệm này cho thấy là rõ ràng là mỗi một độ tuổi hay mỗi một cái gian thì bạn sẽ có những trải nghiệm khác nhau mà bạn tin tưởng là lớn hơn so với lại cái thời gian trước đó. Ok, thì đó là cái câu hỏi của Phan Anh. Bạn có hỏi gì nữa không? Để kết thúc cái phần typography này thì em xin hỏi thầy nữa là cái kinh nghiệm thầy rút ra khi mà tập viết chữ đó thầy, thì thầy có kinh nghiệm như thế nào? Kinh nghiệm như thế nào hả? Cái kinh nghiệm mà tập viết chữ. Cái kinh nghiệm để tập viết chữ đúng là thì nghĩa là một lời khuyên cho mọi người khi bắt đầu viết chữ. Thực ra khi bắt đầu học viết chữ mà calligraphy đó thì bạn phải chia ra thành nhiều những cái thể loại. Nó như thế này, nó giống như là bên hội họa tranh gọi là tranh gọi là tranh cổ điển đi. Bạn biết có những trường phái cổ điển là châu Âu là những thế kỷ trước thì người ta có những nguyên tắc rất là máy móc. Có nghĩa là lúc đó thì người ta vẽ tranh trong phòng và người ta vẽ những tĩnh vật, vẽ những cái đồ vật và người ta đa phần sử dụng cái màu tối ra và người ta vờn những cái tinh thần làm sao cho cái quả nó hay cái đồ vật ở trong chỗ thật nhất. Rồi và người ta đôi khi người ta cũng chả cần phải nhìn nữa mà người ta đôi khi không người ta quan tâm đến sáng nữa, người ta có những nguyên tắc mà người ta rất nhất định. Đó là những cái trường phái mà mình cổ điển. Thế thì sau một thời gian sau thì người ta bắt đầu bứt phá cái hình thức đó ra và người ta đem cái sự vật ra ngoài trời, người ta cảm nhận ra ánh sáng. Và lúc đó bạn thấy ở châu Âu thì những cái họa sĩ đi theo trường phái ấn tượng ha, và về sau mình kể tên rất nhiều người, chắc là Van Gogh là một người nằm ở thế hệ sau thì đã nghiên cứu ánh sáng, nghiên cứu các cái thể loại hình ảnh và giúp cho cái gọi là cái cuộc sống bắt đầu hòa nhập trong lĩnh vực tranh ảnh. Cô
công việc chữ á, thì kỹ năng nhất á, là cũng như vậy. Thì số 1 thông thường sẽ có rất nhiều bạn quan tâm đến cái quy tắc. Thì số 1 đầu tiên mà học phải học cơ bản, nghĩa là chúng ta rèn luyện được cái cơ bản. Để học chữ được đầu tiên thì các bạn phải rất là kiên nhẫn. Kinh nghiệm số 1 đó là kiên nhẫn. Bạn không thể nào mà đùng một cái viết chữ đẹp được. Bạn không thể nào thì trong thời gian ngắn có thể thành công với việc viết chữ đẹp. Và đó là cái điểm số 1 là kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn này rất là điều tuyệt vời trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Bạn ra ngoài một quán cà phê, thấy người ta có rất nhiều những cái thiết bị số, ai cũng cắm đầu một cái điện thoại. Bạn sẽ không làm như vậy, bạn sẽ rút ra một cái bút, bạn có thể mực, bạn sẽ lấy một sổ tay ra, bạn viết. Bạn sẽ trở nên kiệt, hơi dị hợp, hơi đặc biệt đúng. Nhưng mà rõ ràng là đó là cái trải nghiệm của bạn khi mà nhập tạo ra một cái thế giới xung quanh mình nó khác biệt. Thì cái số 1 là thầy đề nghị các bạn khi học và bắt đầu với calligraphy đó là kiên nhẫn. Đó là khi bắt đầu qua được cái đoạn cơ bản với lại những cái bài tập nền tảng rồi thì các bạn nên giải phóng và cho mình một cái cảm xúc và cố gắng là dù thế nào đi chăng nữa thì khi bắt đầu viết ra thì mỗi người phải là chính bản thân mình, nghĩa là bạn phải viết bằng cái của riêng mình. Thì đó thì sau này bạn thiết kế ra hay là bạn sử dụng cái calligraphy này, bạn dùng cái công việc đồ họa của mình hay bất kỳ thiết kế này về sau thì các bạn mới tạo ra dấu ấn riêng. Thực hiện những cái việc mang tính gọi là kỹ thuật, như là những cái ông mang tính là sẽ là những như những họa sĩ mang tính gọi là cổ điển, thì bạn chỉ vẽ những bức tranh giống giống nhau thôi. Thì nếu bạn tạo ra được sự nghiên cứu của riêng mình, thả vào đó những cái cảm xúc của mình và tạo ra một cái tính riêng thì nó những cái giống mình cũng là một cái luôn rất là thú vị, nó tạo ra sự khác biệt hoàn toàn hay. Dạ. Thì ví dụ như bạn sẽ cho mọi người xem cái bài công khẩu 12 đó. Dạ. Yeah. Để em mở lên. Dạ thầy thấy chưa thầy? Rồi thầy rồi. Rồi ở trên màn hình ha, các bạn thấy đây là một cái công việc tạm thôi, nghĩa là chưa hoàn thành xong, nhưng mà đây là cái chút cái thấy. Thế ra thì đây là một trong những việc hay làm viết chữ cho các cái sản phẩm khác nhau. Chẳng hạn như đây ví dụ như một cái nhãn hàng về cà phê đi. Thế thì bạn thấy ở đây thì bên tay trái chúng ta đang có ba cái phác thảo bằng tay. Thì thực ra phác thảo bằng tay này nhìn mặt mặt thì bạn thấy nó khá giống với kiểu chữ mà có thể dùng trên cái bút và viết trực tiếp. Thế rõ ràng là nếu mà bạn chỉ có việc viết bút đó thì đôi khi bạn không quán xuyến được cái việc của chính xác của nó. Khi biến thành một thương hiệu mang tính chuẩn mực thì cực kỳ khó. Ba cái mẫu này đều có cái đoạn đó là phát triển ra bằng phác thảo, rồi sau đó làm cái bước là chuyển vào cái vector trên máy tính. Thì lúc đó mình sẽ phải làm sao cho cái đường nét của mình nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Thì yeah, nó có một cái điều khôi hài như thế này, đó là khi bạn viết bằng tay thì bạn phải làm sao cái chữ mình rất là sắc sảo, rất là cứng cáp, rất là rõ ràng như là trên máy. Và khi bắt đầu bạn chuyển cái bằng tay đó vào máy tính thì bạn phải vẽ bằng vector lại sao cho nó mềm mà mềm mại như bằng tất nhiên như bằng tay. Đây chính là những cái gọi là sự mô phỏng trong rất nhiều sản phẩm thiết kế. Chẳng hạn như bạn xem phim 3D, chẳng hạn 3D thì các bạn thấy những cái phim 3D đang cố gắng làm sao nó giống như ngoài đời thật nhất, đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Và đó là cái câu chuyện, nhưng mà thực tế ra thì người ta lại không phải cần cái chuyện nó lại như vậy, mà nó cần là khi bạn làm sao trong một cái máy tính thì nó phải mượt mà như là sản phẩm đang có trên cuộc sống. Thì quay trở lại với cái đề này thì mới thấy là cái câu hỏi của Phan Anh vừa nãy á. Đó, yeah. Nói là gì? Đó là để một cái công việc trong thời gian sắp tới thì typography hay đúng hơn calligraphy như đã thấy là một cái công cụ rất là tuyệt vời để giúp cho các bạn thể khai thác sự khác biệt của mình. Bởi vì ngày hôm nay thì bạn thấy rằng mọi người đều có thể sử dụng những kiểu chữ có sẵn trên máy tính, đúng không? Dạ đúng. Ai rồi. Ai cũng có thể thấy cái kiểu đó xuất hiện. Thế thì khi bạn viết tay thì không bao giờ bạn tạo ra được một cái gì đó mà nó may mắn. Là sẽ có những cái điểm lỗi, cái điểm to nhỏ, cái điểm gần nhau không chính xác, vân vân. Thế đó chính, nhưng mà đó chính là cái điểm rất là hay để các bạn sẽ tạo ra một thương hiệu hay là những sản phẩm ứng dụng mà nó có dấu ấn của cá nhân nhiều hơn. Đó thì đây là một ví dụ để mọi người để xem qua ví dụ như vậy. Dạ rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái phần typography ở đây và vì do thầy Long là người ta biết tới thầy Long chính là một cái người giảng viên rất là có tâm huyết, thì cái nhiệm vụ của thầy chính là truyền lửa cho các sinh viên đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Lại là dập lửa của sinh viên. Dạ thì
Thầy có thể cho em biết là cái cách mà thầy truyền cảm hứng cho đến các bạn sinh viên nó như thế nào? Thì em là cái người học rồi thì em đã biết rồi, nhưng mà có nhiều bạn sẽ không biết, thì thầy có thể cho các bạn biết cái cách để mà thầy truyền lửa cho học sinh được không? Để một người giảng viên truyền lửa được cho sinh viên thì đầu tiên giảng viên nó phải có lửa, Dạ. có lửa thì mới truyền được chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. Đây, có nghĩa là đầu tiên bản thân người giáo viên là phải rất là yêu thích cái bộ môn mình đang giảng dạy. Thì thầy với lại một số cái thầy cô á, có một cái niềm đam mê hay yêu thích một cái công việc giảng dạy á, thì có một cái câu chuyện rất là hay. Đó là một ca sĩ á, thì người ta lên sân khấu, người ta biểu diễn. Cái sân khấu lúc người ta lên thì người ta đôi khi trong cuộc sống người ta rất là trầm lặng, nhưng mà khi lên sân khấu thì họ cháy hết mình với là cái bài hát của họ. Thế thì cái người giảng viên đó là người mà khi đứng trước bục giảng và người ta đang cháy hết, người ta cháy hết cái đam mê của mình, thì lúc đó chính là thời điểm mà người giáo viên truyền được lửa cho người học trò. Thì cái việc đầu tiên của thầy nghĩ là để cho truyền được cái gọi là cái niềm đam mê của mình với một môn học này cho các bạn, thì việc đầu tiên là phải rất chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về các bài giảng, các tài liệu. Và điều quan trọng hơn nữa là nếu bạn là mấy người giảng viên dạy về một môn thiết kế thì điều đầu tiên là bạn phải là người rất là vững vàng và phải có khả năng thịnh vượng cho họ. Chẳng hạn như bạn không thể cho người khác biết đẹp nếu bản thân bạn không biết đẹp, thì việc đầu tiên mà thầy nghĩ rằng để truyền lửa được cho các học trò đó là phải thể hiện cho họ thấy rằng cái bản thân mình cái khả năng ra sao. Thì qua những cái hướng dẫn đó thì học viên chắc chắn là sẽ thấy được cái sự thú vị và bắt đầu hình thành lên cái đam mê, và rõ ràng là bắt đầu cái ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm từ cái thời điểm đó. Đây, câu trả lời đó có thể được tóm gọn lại như sau: để truyền được lửa thì giảng viên phải có lửa. Dạ Không biết cái câu hỏi đó thì đã thỏa mãn em không? dạ chắc là thỏa mãn em rồi đó. Dạ thì cái hướng đi tương lai mà thầy muốn hướng tới để cho các bạn sinh viên cũng như là chính bản thân của mình là như thế nào thầy? Đây, thầy có một vài cái dự định thật là nhiều, nhưng mà ngày nay vẫn còn đang chưa làm được. Thứ nhất, đó là bao nhiêu năm thì kiến thức về chữ có rất nhiều, tài liệu cũng rất nhiều, và việc bây giờ là phải rồi đúc kết nó thành một cái tài liệu giảng dạy có thể truyền đạt cho mọi người bằng cách có thể là, ví dụ chẳng hạn ở trường thì thầy cũng đang làm một cái gọi là giáo trình về chữ, tuy nhiên nó chưa thực sự thỏa mãn, nhưng mà thầy rất là muốn trong tương lai có thể viết được một cuốn sách đúc kết lại tất cả những vấn đề bằng tiếng Việt. Bởi vì nhiều khi chúng ta đang tiếp cận với lại cái kiến thức về thiết kế ở góc độ bằng các cái ngoại ngữ bằng tiếng Anh, thế nhưng mà chuyển qua tiếng Việt để mọi người có thể nắm rõ rõ hơn thì hầu như sẽ chưa làm được. Nên cái việc rất là mơ ước đó là viết sách thống kê về typo ở góc độ nền tảng nhất cho đến nâng cao. Điểm thứ hai đó là có rất nhiều bạn rất là đam mê với nghệ thuật thiết kế, nhưng mà do những điều kiện khác nhau thì người ta không thể đến trường được, không thể đến lớp được, và người ta rất là ở những vùng xa, thì cũng là muốn khao khát cái việc học. Thì cái mơ ước của thầy đó là chia sẻ các bài giảng nhưng ở những dạng online. Hiện nay cái giới hạn về 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 tin học bắt đầu cũng phá vỡ, và người ta có thể gọi là tham khảo các tài liệu online rất là nhiều. Dạ Thì vâng. cũng giống như các bạn đang sử dụng YouTube là một cái kênh rất là hay dành cho tương lai, cũng là muốn các bạn chia sẻ đó bằng Dạ. YouTube. Cái dự định thứ ba đó là liên kết với các bạn cùng với đam mê với mình trong lĩnh vực, không bất kể bạn lớn bạn trẻ hay là những người mới bắt đầu được kinh nghiệm hay đi học v.v. thì đều có thể chung đam mê và thành lập cái nhóm có thể hướng đều cái mục đích tốt hơn, phát triển cộng đồng hoặc là chia sẻ cái kiến thức với mọi người. Ví dụ chẳng hạn như thực ra với lĩnh vực về calligraphy á, thì có rất nhiều người giỏi thực sự đang có mặt ở khắp mọi nơi. Ví dụ ở phía Bắc á, thì chúng ta có một cái anh chàng rất là nổi tiếng tuy rất trẻ nhưng rất tài năng, đó là Đào Huy Hoàng. Thì Đào Huy Hoàng là một trong những calligrapher mà viết theo dòng cổ điển. Ở Hải Phòng thì chúng ta có một cái nhà là anh viết chữ theo cái trường phái hiện đại hơn, thì anh tên là Trọng Chít, thì cũng là một người làm ra rất nhiều thương hiệu rất là xuất sắc, thì đó là một cái người rất là giỏi. Tiếp theo nữa đó là về phía Bắc thì có một cái người thì tên là chàng rất là trẻ nữa, tên là Nguyễn Minh Đức. Thì Đức là một cái người lại đi theo cái dòng gọi là hand lettering, chuyên môn tạo ra các thương hiệu riêng ở với góc độ rất là cổ điển dành cho cả cái đối tác ở nước ngoài. Rồi ở Việt Nam thì chúng ta phải có rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, đó thì rõ ràng ở đây cái việc chúng ta cần đó là liên kết họ lại với nhau để làm sao có thể chia sẻ được cái kiến thức của cộng đồng. Dạ. Thì đó chính là cái mà thầy mong muốn. Ba đó là ba cái mục tiêu trong tương lai. Dạ. Thì em thấy khi mà em phỏng vấn anh Hiếu ở cái tập 1 á
Thì anh vẫn à, anh Hiếu cũng mong muốn là có một cái hội để mà mình làm việc với nhau về chung một cái như một cái mảng hoặc là chung về một cái sở thích, mà thật ra là cái mong muốn đó em thấy là tất cả mọi người đều có mong muốn cái đó, đúng không thầy? Đúng rồi, thì bản thân các bạn đang làm động tác này đó là một động tác đang đang gọi là tập hợp để những người cùng đam mê với nhau đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi. À, và chính vì thế mà các bạn đã làm được cái công việc này thì thầy cũng rất ủng hộ biết đâu trong tương lai đây là chính là thời điểm để thầy gắn kết mọi người với nhau. Dạ thì em cũng rất là cảm ơn thầy đã ủng hộ tụi em. Thì khi mà em nói ra thì em đã nhận được cái sự ủng hộ thì tụi em rất là vui. À, còn khoảng 10 phút hoặc là 15 phút gì đó thì em sẽ đọc cái câu hỏi của các bạn đã gửi cho thầy ha. Dạ. Ok. Thì cái câu hỏi đầu tiên là như thế này. Thì bạn này hỏi là thầy cho em hỏi mình tự học có những khiếm khuyết nào và những khuyết điểm nào và cái cách khắc phục của nó. Cái việc tự học đó thầy. Rồi thì nó như đã đề cập cái bên gốc từ lúc hồi nãy ấy, thì không thể nào chúng ta ngăn cản người khác học bằng nhiều con đường khác nhau. Thì ở đây nó như thế này, bản thân thầy thì trong rất nhiều ví dụ chẳng hạn trong cái nghệ thuật rất là nhiều môn học thì thầy tự học, thầy ban đầu như đã nói là chữ thì lúc đó thì mình sẽ không biết được là thế nào là cái điểm chính, thế nào là điểm phụ, bắt đầu từ đâu vân vân. Thì ở đây tự học nó có một cái, nó có một cái nhược điểm đó là chúng ta phải tốn rất là nhiều thời gian để học cái này học cái kia và cuối cùng mới nhận ra cái đó là cái số 1, cần phải nghiên cứu, cái số 2 cần phải nâng cao, cái số 3 phải tiếp tục vân vân. Tất nhiên là nếu đến trường thì người thầy sẽ chỉ cho bạn điều đó ngay lập tức, mình sẽ chỉ là bước số 1 phải học cái này, bước số 2 cái kia, bước số 3 là con đường đi của bạn sẽ ngắn và nhanh hơn đó. Thì đó chính là cái gọi là cái Ưu điểm. nhược điểm về tự học. Nhưng ưu điểm của nó chính là gì? Tự học đó chính là cái kiến thức sẽ nhớ rất là sâu và nhanh và bền lâu, có nghĩa là khi bạn tự học nghĩa là bạn đã đưa vào trong não của mình cái của mình có, cái mình tìm kiếm thông tin, cái mình nghiên cứu. Còn nếu mà bạn đến trường thì đôi khi những cái gọi là những đôi khi những cái là trong tình huống là sao lãng thì bạn cũng quên mất kiến thức ha, hoặc là không cảm nhận được kiến thức là cho mình đó. Chính vì thế mà rõ ràng hai cái này đều có cái lợi và cái ưu, cái nhược và cái ưu. Cái vấn đề là một chỗ là bây giờ làm sao khắc phục được cái nhược của người tự học thì việc đầu tiên có lẽ là phải sử dụng tài liệu một cách chính thống. Thế thì ở đây trong góc độ nào đó thì nếu mà bạn có một để lại cái email thì thầy sẵn sàng chia sẻ cho các bạn những cuốn sách ebook để bạn có thể học một cách gọi là rõ ràng nhất. Thì những cuốn sách mang tính gọi là cơ bản giúp cho bạn hiểu được học thầy cô nên đầu từ đâu, học tiếp như thế nào và kết thúc ra sao, và bổ sung thêm những cái bài tập khác nhau để giúp cho các bạn hình thành nên cái kiến thức của mình một cách vững chắc nhất. Thì thầy nghĩ đó là cái tốt nhất mà thầy có thể làm được với các bạn. Đó thì đó là câu trả lời dành cho bạn vừa hỏi câu hỏi hồi nãy. Dạ, thì em sẽ đọc luôn câu hỏi thứ hai, đó là nếu mà mình muốn nghiên cứu sâu về typography thì mình nên tham khảo những cái tài liệu ở nước ngoài hay là ở Việt Nam này? Là điều chắc chắn là phải ở từ nước ngoài là bằng tiếng Anh thôi. Vì ở làng ở đây thì dù gì chúng ta đang thấy rằng chúng ta đang làm một công việc về thiết kế thì thực ra nó vẫn là một cái ngành học đi sâu các cái nước tiên tiến vài chục năm, nghĩa là nhất là 40 50 năm hay thậm chí cả 100 năm là mới thực hiện rồi. Nên cái việc mà chúng ta đang học ngày hôm nay thì nó phải dựa trên những cái tài liệu của các nước, đặc biệt là tiếng Anh. Thì những cái nhà sách hay là những cuốn sách về typography thì đã rất rất nhiều và bạn phải dễ dàng tham khảo, cũng như là đôi khi không cần phải mua mà có thể download ebook từ online về có thể dễ dàng để tham khảo thêm. Đó là câu trả lời, đó là nó đang là một của nước ngoài. À, thầy có một vài cái trang web hoặc là một cái những cái nguồn nào đó thầy để cho các bạn biết. Ra thì nó rất là nhiều. Bây giờ để liệt kê ra thì thực sự rất là khó và không thể nào nhớ hết nổi. Chỉ có một cái chia sẻ đó là nếu mà phía dưới đường link trên YouTube chẳng hạn, chúng ta có thể chia sẻ một loạt những cái ví dụ như các ebook cũng có thể được upload lên live hay là những cái đường link nằm ở phía dưới ha, chúng ta các bạn sẽ click vào bạn tham khảo thêm.
lúc đó thì làm cách đó. Thì bây giờ mà cụ thể hóa ra là tên web như thế nào thì nó nói chúng ta không thể nào biết cái được, đúng không? Dạ, tại vì cái đó là cái mình có thể làm được. Vậy thì chắc sau cái cuộc nói chuyện hôm nay thì thầy gửi cho Benzema cái những cái ebook hoặc là những cái đó, thì tụi em sẽ link dưới cái đường ở dưới bài viết của tụi em sau này để các bạn thì đây là nắm cái hơn. Mà thầy sẽ giúp em. Dạ. Câu hỏi tiếp theo đó là một ngày thầy luyện viết chữ trong bao lâu và làm sao để cảm chữ tốt hơn? Một ngày, hai câu hỏi, cái câu hỏi đó bị tách rời làm hai. Cái câu hỏi thứ nhất đó, là một ngày thời điểm mà cảm thấy rất là hứng thú á, có thể sử dụng cái chất là một tiếng đồng hồ. Ta đã hứng rồi thì có lẽ là nếu mà có thời gian là viết liền và có thể viết cả ngày cũng được, nhưng mà ít nhất thì sẽ một tốt nhất thì một ngày có lẽ từ 30 phút sẽ là viết cái gì đó mà mình suy nghĩ trong đầu tập luyện. Thì đó là cái câu trả lời cho phần nhất. Phần thứ hai thì nãy hỏi là ở gì thầy quên rồi. À, làm sao để cảm chữ tốt hơn thầy? À, làm sao để cảm chữ tốt hơn? Thì cái câu trả lời này nó cũng giống như là xưa thầy hay nói với các bạn đó. Thì nó giống như thế này, trong một gia đình có hai đứa con sinh đôi, đúng không? Thì ở đây bên ngoài nhìn vô không thể nào biết đâu là một cô chị, đâu là cô em, vì nó giống nhau quá đi. Yeah. Rồi, thế thì nhưng mà cha mẹ của nó sẽ rất rất là biết liền. Vì sao? Tại vì tính cách của cả hai con đó tuy là sinh đôi nhưng thế nào có chút xíu khác nhau. Nó có thể có đặc điểm là nó có những gì đuôi đâu đó chẳng hạn khác nhau, thân thể cao thấp khác nhau chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì ở đây cái câu trả lời nói là làm sao để cảm thấy tốt hơn, chỉ yêu thôi, chỉ yêu thôi, có nghĩa là bạn thực sự yêu chữ. Dạ. Thế đây chẳng hạn thì sao? Cái nốt nhiều bạn sẽ hỏi thầy cái câu trả lời là hỏi rằng các cái công chữ, cái kiểu chữ mà nó có chân á rất là giống nhau, thì làm sao để phân biệt được kiểu này kiểu kia? Thế thì ở đây chúng ta sẽ nói một câu như thế này: thực ra rất là giống nhau đó, nhưng nó sẽ có cái khác nhau nhỏ, vô cùng nhỏ, rất là chi tiết nào đó, và chúng ta chỉ có bằng sự quan sát, có bằng cái sự tìm hiểu, có sự đam mê, chúng ta nhìn kỹ nó thì được cái sự khai thác đó, và chúng ta nhận ra nó đẹp ở cái chỗ đó. Chẳng hạn chúng ta có hai kiểu chữ đang rất là nổi tiếng đại diện cho đặc điểm về thời gian, chẳng hạn như là Bodoni với Didot, thì có những bạn nào đã từng qua cái việc là quan sát hai kiểu dáng đó một cách rất là nghiêm túc thì sẽ nhận ra được là nó khác nhau như thế nào. À, rõ ràng ở đây thì đó là cái câu chuyện để thao cá được tốt hơn thì bạn phải thử yêu nó xem. Và yêu như thế nào thì rõ ràng là không có nói với nhau được là anh phải yêu người đó ra sao, mà rõ ràng đó là một cái cảm xúc đến từ con tim chân thật. À, thì đây chính là cái chia sẻ. Cảm tốt hơn còn có một cái sự thôi thúc đến từ việc quan sát những cái bảng hiệu ngoài đời sống. Bạn thể quan sát những cái bảng hiệu đã có trên thị trường và bạn sẽ thử đọc tên nó. Thì khi bạn đọc đầu tiên thì có thể bạn chưa có sự chính xác, nhưng mà đọc theo quan sát thì đọc được cái tên kiểu gì đó một cách nó rõ ràng hơn, thì về sau này khi nhìn thoáng qua một cái tập nào đó là ngay nó là gì, đó chính là cái cách để ta tập luyện cái cảm cho công việc của mình. Dạ. Yeah. À, câu hỏi này được không? Dạ, chắc em đọc luôn câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Rồi, dạ. Thì bạn ở đây ghi là: em chào thầy, em muốn hỏi thầy là em muốn học typography từ cơ bản đến chuyên sâu, nhưng ngoài ở trường ra thì thầy có biết trung tâm hoặc khóa học ngắn hạn nào để em theo học không thầy? Alo. Dạ. Ở đây thì thầy nghe rồi. Ở đây không phải là quảng cáo. Thực tế ra thì nói trên một cái cơ sở là nếu bạn không học ở trường lớp đại học thì bạn sẽ học các trung tâm. Sự quan sát rất là nhiều thì cái trung tâm đang giảng dạy bộ môn chữ có hai trung tâm mà thầy nghĩ là có thể đáp được yêu cầu của bạn. Thứ nhất là thầy rất luôn đánh giá cao các bạn học viên tốt nghiệp từ trung tâm gọi là DPI, Top Dan Parker, và hay gọi là trường giới thiệu bạn. Đó, nó cái trung tâm dạy thiết kế tên là DPI. Thực tế ra thì ở đó có một cái người sáng lập, đó là thầy tên là Jun Nguyễn Hattushima. Thì thầy cũng là một cái nhà thiết kế, cũng đồng thời cũng là nghệ sĩ đương đại rất là nổi tiếng. Thì thầy có một cái quá trình giảng dạy một số các bộ môn chữ rất là tuyệt vời. Đó là cái nơi mà đáng để học chữ nhất ở góc độ trung tâm. Một cái góc độ thứ hai thì chúng ta có thể đến một cái trung tâm tên là ADC, là ADC là Đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì đây cũng là một nơi có cái khóa học về chữ mà có chất lượng tốt, bởi vì ở đây các giảng viên đều đến từ
học nghiệp, cái chương trình học thì theo thầy quan sát thì các bạn đều có cái thời gian tập luyện rất là bài bản, nên đó là một cái nơi xứng đáng để các bạn có thể tham gia và học những khóa học ở đó. Thì theo thầy biết thì ADC nhưng mà những khóa học ngắn hạn, các bạn không cần thiết phải học dài hạn, mình có thể đăng ký trực tiếp vào khóa học từ chuyên về chữ. Đó thì rất là tốt cho những cái kiến thức phụ trợ trung tâm, đó là hai nơi mạnh dạn giới thiệu với các bạn để tham gia. Dạ, chắc đó là cũng là câu hỏi để mình chốt cái buổi talk show này hôm nay á thầy. Thì em rất là xin cảm ơn thầy vì những cái chia sẻ mà rất là chân thành, cũng như là những cái kiến thức mà chắc là nếu mà tụi em ngồi trong trường lớp hoặc là ngồi ở nhà thì nếu mà không có cái buổi talk show này thì chắc là không 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 thể nào biết được. Và em cũng luôn mong là thầy sẽ luôn giữ được cái gì nhiệt huyết và để mà truyền lửa cho các thế hệ sinh viên và các thế hệ những cái con người muốn học tay bô về sau đó thầy. Ok, thì rất là cảm ơn những cái lời chúc của anh anh. Trên đây là cái kết thúc rồi. Thực ra thì sẵn sàng ngồi với các bạn rất rất là lâu nữa ha. Thì đây thì đầu tiên là chúc cho Duma tiếp tục là cái số top tiếp theo rất là tốt, rất là chất lượng. Và cá nhân thầy thì có thể giới thiệu với các bạn những cái nhà thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực, đặc biệt là chữ, để có thể chia sẻ thêm rất là nhiều điều với các bạn. Thứ nhất, điều thứ hai là mong muốn là trong tương lai thì ngoài những việc chúng ta online theo dạng này thì để chúng ta có thể có cái chương trình mà chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với lại các thực sự muốn học cách cụ thể hơn, các workshop chẳng hạn, thì đó chính là cái định hướng mà thầy đang rất là mong muốn có được đó. Đó là hy vọng là chương trình thầy sẽ làm được cái vấn đề đó. Cuối cùng là cảm ơn rất nhiều bạn đang ngồi quan sát cái buổi hành hot ngày hôm nay, và mong rằng thì các bạn bắt đầu nghe nhóm cho mình như là tiếp tục cháy lên ngọn lửa yêu chữ và thiết kế và ủng hộ Zuma trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em xin cảm ơn thầy và mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn bạn Thanh Thảo đã cùng biên tập với chương trình, và mình xin nhắc lại là do hồi lúc đầu có một cái số nó bị trục trặc về kỹ thuật á, thì mình xin giới thiệu lại chương trình Zuma Talk là nơi chia sẻ của các artist khách mời về cái chủ đề mà chương trình đưa ra, cũng như là giới thiệu cho mọi người biết artist đó là ai, thời gian họ gắn bó với nghề và cũng như là kinh nghiệm của họ trong nghề. Và các bạn có thể lắng nghe lại cái phần talk này với bản được thu ngắn lại khoảng 10 phút, và chúng mình sẽ upload ngay sau khoảng cỡ từ 1 đến 2 ngày. Thì các bạn có thể lên fanpage của chương trình hoặc là lên YouTube của chương trình để các bạn đón xem cái phần rút ngắn đó của chúng mình. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào các bạn. Chào, cảm ơn thầy Long. Chào thầy Long. Dạ, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Chúc ngủ ngon.